Cú xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là chúng ta sẽ trở lại với một con ạc level 1X ở server gà 2020 nhé các bạn. Thì ở đây là nó còn nguyên luôn các bạn. Đây, vũ khí cộng 7 bạn ấy up 8k lực chiến khá là ổn nha. Nhưng mà vũ khí mới cộng 7 thôi các bạn, khá là cũng khó khăn rất là nhiều đây. Thì bây giờ là hiện tại là chúng ta có 2200 viên đá kèm với 59 bùa, thì không biết là Cú có giúp bạn ấy lên được hay không nữa. Bây giờ thì tháo hết đồ ra đi. Ba nhái đầu tiên thì hầu như là mít hết rồi các bạn. Bây giờ thì Cú sẽ ấn hợp thanh. Tại vì thường thường mà ở cộng 10 mà trở lên đó các bạn thì Cú không có ngại đâu. Ít nhiều gì nó không lên thì mình cũng đổi thừa nó kẹt được. Còn ở dưới level 8, level 9 này thì phải thật sự là nếu mà nhấn hoài nó không lên thì rất là khó khăn luôn. Thì hiện tại là VIP không, chưa có VIP, bạn ấy chưa xài xu nào hết. Chỉ mới nạp móc 160 xu thôi, móc SMS đó các bạn. Cho nên là Cú cũng không có xài luôn. Để như thế này cho nó đẹp á. Tiếp tục thôi, chúng ta sẽ hợp thành vài viên nữa. Thì ở đây đá hợp thành cũng khá là cạn kiệt luôn, cho nên là chúng ta từ từ thôi các bạn. Bây giờ chỉ yêu cầu nó lên khoảng cộng 12 thôi là cũng ok nữa. Thật sự mà nói thì móc cộng 9, cộng 10 và cộng 11 quá các bạn. Trời ơi là trời, một quá. Wow. Cái móc cộng 9 này khá là khó khăn đây các bạn. Vừa nói dứt câu thì may mắn là nó lên rồi, 59 bùa mà hiện tại lên 2 bậc là tốn 15 bùa rồi các bạn. Cộng 8 cộng 9 thôi mà đã tốn 15 bùa rồi. Ở đây thì Cú sẽ mở cho các bạn xem mấy cái gương này, xem mình có may mắn nhận được Naga hay là Super âm nhạc không nha. Không rồi. Thì để Cú xem con ạc hôm qua Cú quay đây các bạn. Không ngờ là lực chiến 26.000, hiện tại là 26.000 mà không có lên được top 2 luôn, không giữ được top 2 luôn. Sao khá là hài hước nha các bạn. Top 1 đây. Top 1 là hôm qua là ngoài dự định là bạn ấy có super tiêu mà không gắn đó các bạn, cho nên là Cú tưởng dễ ăn, nhưng mà thật không ngờ là sau một ngày thì mấy bạn này lên lực chiến quá là cao luôn. Thì hôm nay là tiếp tục là chủ ạc banh boy này đã bơm vào thêm một tí nữa và đã lên được 26k rồi. Thì không có super cho nên khá là hạn chế. Thì để xem vài bữa nữa Cú sẽ vào con ạc banh boy này để quay tiếp cho các bạn xem là nó có lên như thế nào nhé. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục trở về con ạc level 17 để giúp bạn ấy thôi. Hiện tại thì cộng 9 rồi các bạn. Thôi xong. C
cường hóa này mà phải nhấn từ từ chứ, mà nếu các bạn mà nóng tính giống như cú mà cứ ấn đùng 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 như những cái video trước là thôi rồi, rất là hao đá luôn. Còn 18 bùa thôi các bạn. Không xong rồi, cứ thấy không ổn ở con ạc này rồi. Không biết là mình có vượt qua được móc 11 luôn hay không nữa. Tiếp tục là hợp thành thôi. Liên tục là thất bại luôn các bạn. Lên cộng 10 khá là khó khăn nha. Đây thì bây giờ chúng ta đã lên được cộng 10 rồi. Nhưng mà sao mà thấy con đường nó còn khá là dài luôn các bạn. Thì hôm qua là cứ làm một cái video cường hóa cho bạn kia, khá là may mắn là nó lên cộng 15 rất là dễ dàng. Cho nên là bạn ấy xem video và hôm nay là nhờ cú cường hóa giùm bạn ấy. Chắc là hiện tại Nguyễn Nhi đang duyệt bài ở group á các bạn, cho nên thông báo khá là nhiều nhé. Bây giờ thì chúng ta vào đây để nhận một tí đá hợp thành đây các bạn. Được 20 viên. Để còn mồi chài nữa. Khá là nhiều bài viết luôn. Thành công luôn rồi các bạn. Wow. Khá là một phát luôn. Lúc mà cần nó thất bại để mồi thì nó lên như đúng rồi luôn vậy ta. Bây giờ thì tiếp tục là đến cửa 11 nha các bạn. Thì chúng ta chỉ còn có hai bùa thôi. Một bùa. Và chúng ta vẫn còn 15 ca su khóa các bạn. Không xong rồi. Chỉ cần nó lên tầm 12, 13 thôi cũng ổn rồi các bạn. Thôi xong. 10 cái bồ ma thật nhưng mà vẫn không lên được cộng 11. Ở đây thì cứ sẽ làm thêm đi các bạn, làm thêm để cho nó nhiều nhiều bồ một tí xíu. Bây giờ thì chúng ta đã có được là 12 bùa. Thì không biết là nó có đủ để chúng ta lên cộng 11 hay không nữa đây. Thôi xong rồi các bạn, hôm nay phải gọi là siêu đen luôn. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn là những cái huân chương này để kiếm ra bùa ma thực thôi.
sáu lá bùa thì không biết là nó có lên hay không nữa đây. Còn 9k nữa các bạn, còn 9k quân chương thì cô sẽ làm nốt để lấy hết bùa luôn. Bây giờ thì cô đã làm hết xong là 19k quân chương rồi nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 x 8 là chúng ta sẽ được thêm 24 bùa nữa các bạn. Đá cường hóa thì ở đây khá là nhiều, chúng ta còn cho nên không nhất thiết phải đổi đâu. Thì không biết là sau 24 bùa này thì chúng ta có lên được bậc nào nữa không đây. Khá là buồn cho con ạ, ngày hôm nay mà cứu cường hóa giúp nha. Bây giờ thì chúng ta đã lên được cộng 11 rồi các bạn. Chỉ còn 17 bùa thôi, thì hy vọng là 17 bùa này nó sẽ giúp chúng ta lên cộng 12, 13. Tầm đó thì cũng ổn rồi. Bây giờ thì cô sẽ vào ở trong đây để nhận tiếp quà. Thì bây giờ chúng ta đã được thêm 5 bùa và 50 cái viên đá hợp thành. Level 5 thì có cái mà cho chúng ta nhử và mồi. Đây, bây giờ thì cô sẽ tiếp tục vào mồi. Lên rồi các bạn. Chúng ta chỉ còn có 15 bùa thôi. Bây giờ là phải gọi là từng nhái khá là quan trọng luôn đấy các bạn. Thì sau 5 bùa vẫn không lên 12 các bạn. Chỉ còn có 8 lá bùa cuối cùng thôi. Thì hy vọng là nó sẽ lên cộng 12 để chúng ta còn nhận được một xíu bùa nữa để làm tiếp ở thôi. Xong rồi các bạn, đã thất bại hết rồi. Thì hôm nay là cú chỉ cường hóa lên được đến 11 thôi, khá là buồn luôn. Thì sau một lúc mà cứu tìm ở trong máy thì được thêm vài lá bùa nữa. Thì ở đây là chúng ta không có cái sự kiện gì mà có bùa nhở ta. Bây giờ thì sẽ làm nốt 4 lá bùa xem sao. Rồi xong, đi bụi luôn các bạn.